Chào chị ạ. À, chào các bạn. Anh ạ. Anh ơi, anh có thể cho em quay một số hình ảnh về cái cây nhà mình được không anh? Vâng, em thấy cây nhà mình rất là đẹp rồi. Vâng. Để cho em xem. Em sẽ đi dạo một vòng. Cảm ơn anh nhé. Bây giờ tôi bắt đầu quay một nhà vườn rất là nhiều cây cảnh đẹp, và đặc biệt là có một cây gọi là cây, theo tôi thì tôi có thể nói là cây chùa. Đấy, lát nữa tôi sẽ quay cây đó cho các bạn xem. Bây giờ tôi sẽ đi từ ngoài vào trong. Các bạn có thể thấy đây là nhà vườn Trung Đức các bạn nhé. Nhà vườn Trung Đức. Đây, có cả số điện thoại các bạn. Đó. Ở bên ngoài thì họ có một số cây xanh tán rất là rộng các bạn. Các bạn có thể thấy nhà vườn này khá là đặc biệt do họ có một cái cây nhà chùa kia. Bạn có thể thấy nhìn vào thì cây đó rất là tuyệt vời. Tôi sẽ quay một số cây ở bên ngoài này trước. Các bạn có thể thấy là cây ở đây họ được tạo dáng rất là đẹp. Cây xanh này rất nhiều rễ các bạn. Các bạn có thể thấy rễ rất nhiều. Tán cũng khá là rộng. Đó. Ở đây họ có những cái nan bằng sắt các bạn ạ, để họ có thể là uốn được những cây to như thế này. Vườn tùng này các bạn. Ở đây có những cây xanh thì họ làm tạo dáng như là cây nấm ấy. Rất to các bạn, tán cực to, rộng.
thể thấy là cái cây xanh rất là đẹp to. Đây cây họ rất giá trị nên là họ cũng có một số coi như là bảo vệ. Và tôi sẽ quay một cái cây đặc biệt nhất, cây xanh đặc biệt nhất ở vườn nhà vườn Trung Đức này. Các bạn có thể thấy đây, đây là một cái cây chùa. Anh cho em hỏi đây là cây nhà mình tạo dáng này gọi là cây gì anh? Thùa trên. À vâng. Cây rất độc đáo. Để làm cái cây này chắc phải 30 năm. À. Cái mục đích nó bán cái gì? Bán gì? Anh cây này gọi là cây gì anh? Cây đậu. Cây mình đang làm đấy ạ. Cây xanh. Cây xanh thôi mà. Nhưng mà hình dáng này là mình tạo gọi là gì, cây gì, cây khuê văn cát. Khuê văn cát, vâng, khuê văn cát, cây khuê văn cát rất là độc đáo đấy. Phải nói là cả cái dãy đường này nhà mình có cây này độc đáo nhất đấy. Em trên Nam Định anh ạ. Khuê văn cát. Cái này chắc phải làm đến 30-40 năm nay ấy. Chưa được không ạ? Hơn 20 năm. Hơn 20 năm. Và nếu mà định giá thì cây này tầm bao nhiêu anh? Làm được chơi mà coi anh. À. Làm được cho người ta đến người ta ngắm nó đẹp. Ừ rồi. Làm được cái đời. Không, nếu mà được giá thì cũng bán. Để làm gì anh? Không, để làm được chơi, anh em làm cây cho nó đẹp. Như áo này em bán lại được vài tỷ em bán luôn đấy. Vài tỷ có cây này. Anh cây làm coi mua chả bán đâu. Khuê Văn Các. Thế đi. Như thế được không? Rồi, thả dây ra ngẩu thôi.
À cho chéo rồi. Ừ, để chéo này. Kéo nha. Ừ. Kéo đi Ngọc. Được chưa? Cái này phải 4 cây làm được không? 4 góc không? Này. Đá. Nói là làm được cái cây này kỳ công. Công vào uốn như các thứ này cực lớn. Đây còn lối lên để sửa cây. Vâng. Cái này anh quay cho nên em quay cả cái chỗ cổng nhanh có số điện thoại rồi. Cái này nếu mà người ta xem người ta thấy độc đáo thì có thể gọi điện cho mình nhé. Mình có một cây rất là hay. Trong vườn nhà mình thì cái cây này là độc đáo nhất. Cái cây quê bên cát. Ăn đủ em thôi. Hãy subscribe cho không có con nó đi nữa. Con cái tay quay hay nhỉ? Đúng rồi. Thì chống rung nữa. À đây à. Ừ, tay quay hay nhỉ? Em đừng đưa lên mạng em nhé. Không đưa lên mạng cả. Anh bảo làm anh chưa xong. À. Phóng viên nhà báo. Phóng viên tự do anh ạ. Đến suốt cái. Và em tự do. Quay lên mạng anh. Dạ. Rồi, tắt cái tay.